Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn tiếp theo video ngày 16 tháng 3 năm 2024. Trên đường Lê Lợi đang diễn ra cái lễ hội báo chí toàn quốc. Những cái quầy báo này họ làm dài từ đường Nguyễn Huệ cho tới khúc chợ Bến Thành Nguyễn Thị, rất là dài nữa. Đó chắc mấy bạn sinh viên ngành báo chí. Rất là lớn và làm rất là hoành tráng luôn vậy. Nhưng mà vắng khách, không có ai vào xem ấy. Mỗi cái ô, mỗi quầy là một cái tờ báo riêng vậy. Báo thanh niên, báo giáo dục, báo thanh tra, báo phụ nữ, báo tài chính. Rất là nhiều luôn á. Báo điện tử nè, báo đầu tư nữa nè. Nhiều lắm quý vị. Không đi vào đây thì cũng không biết là có nhiều tờ báo như vậy luôn. Báo thanh niên, cái tờ báo này cũng khá lớn nè. Báo Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ Cười, báo Lao Động. Quá trời luôn. Chưa bao giờ em nghĩ là nó nhiều tờ báo như vậy luôn. Chuyên gia đồng hành cùng các thương năng động, đam mê và những đối tác truyền thông tin cậy. Hiện trung bình một năm, lượt xem trên website www.chongtoan.vn đạt từ 150 đến 200 triệu lượt và bạn trong top 30 trong cả nước. Này là VTV, rồi HTV, đây bên đài truyền hình đặc biệt. Thưa quý vị, viêm khớp dạng thấp là bệnh khớp viêm mãn tính, tổn thương ở rất nhiều mảng khớp. Này là của VTV9, để coi các phát thanh viên đây họ nói như thế nào. Đó cũng là thông tin cuối cùng khép lại của bản tin Alo Doctor hôm nay. Quý vị có thể đặt câu hỏi về y tế về sức khỏe qua hotline của chúng tôi 1900 969600 để xem lại chương trình đã phát sóng. Quý vị có thể theo dõi fanpage và trên kênh YouTube VTV9 nhịp sống phương Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi, sau khi mình dẫn xong cái này thì mình cảm nhận như thế nào? Em có cảm giác như là em đang dẫn ở trong đài thật vậy đó anh. Và mình có hài lòng với phần dự thi của mình vừa rồi không? Dạ, thì nếu mà nói là hài lòng thì cũng chưa hẳn là hài lòng lắm. Tại vì cũng có một số đoạn là em bị mất một xíu. Nhưng mà em cũng ráng là lướt qua nhanh để mà không bị phạm lỗi à. Và qua cái việc dẫn thực tế như thế này sẽ rút ra những cái kinh nghiệm gì cho mình về sau? Dạ là em đã rút được cho mình cái kinh nghiệm đó là nếu mà sau này mình dẫn tại đài và gặp những cái dạng prompter là mình phải đạp máy dậy thì mình sẽ cố gắng điều chỉnh tốc độ sao cho nó phù hợp để mà mình có thể đọc tốt mà không bị bắt chữ rồi. Trời ơi, một kinh nghiệm rút ra mà các anh chị MC cũng phải bóp tát mấy lần mới rút ra được kinh nghiệm cho em luôn đó. Quá là quá là chúng ta và chúng ta sẽ có một cái rất là đẹp trong rất là một cái đẹp rồi chúng ta sẽ có một cái đẹp trong rất là một cái đẹp rồi. Cái này là báo Công An rồi An Ninh TV. Mỗi gian hàng là họ trưng bày một cái sản phẩm của tờ báo khác nhau. Họ làm dài từ chợ Bến Thành cho đến góc đường vòng xoay cây liễu luôn quý vị. Rất là nhiều tờ báo luôn á. Mà em cắt ngắn bớt tại vì những cái sạp báo chỗ đó nó vắng, không có người luôn. Đây là khu diễn văn nghệ rồi. Em đi ra cái bên góc đường Lê Lợi qua cho mình xem. Các bạn ở trên sân khấu và chúng ta cũng sẽ nhận được sự trường Việt Nam vô tề, câu lạc bộ văn nghệ khoa học giáo dục.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin được mời đại diện của các bạn tiến lên sân khấu ạ. Xin được chúc mừng và các bạn ơi, một tràng pháo tay thật lớn nào. Đường Lê Lợi này rất là rộng và đẹp luôn á. Cứ mỗi lần có lễ hội là họ sẽ dựng đạp lên ở trên đường này nè vị. Một gương mặt rất trẻ ngày hôm nay, cảm ơn em vì đã mang tinh thần sự trẻ trung nhiệt huyết này đến với sân khấu của chương trình văn hóa nghệ thuật Thanh niên Việt Nam Khát vọng Hồ Chí Minh và đại diện của câu lạc bộ. Lễ hội rất là lớn nhưng mà vắng quý vị, cho những người có chuyên môn hay là thích đọc báo thôi. Còn dân Sài Gòn mình là hầu hết là không có thích đọc thôi vị, chỉ thích ăn uống hay là dạo chơi thôi. Em đi dọc đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Huệ và cho vị xem nha. Giờ gần 9 giờ rồi vị, nhưng mà đường phố rất là đông. Càng về khuya thì dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ càng nhiều. Đây là khu vực vòng xoay cây liễu nè vị. Họ đã tái lập lại cái vòng xoay này cách đây cũng một năm rồi, nhưng mà cây liễu thì không còn nữa. Bên phía tay phải ngay cái bờ ba màu xanh là vị trí của thương xá Tắc năm xưa. Đây là vị trí vòng xoay cây liễu nè. Hồi xưa có cây liễu nhìn nó rất là thơ mộng, nay thì không còn nữa. Từ đây có thể nhìn thấy được rạp Red, rồi rạp Mini Red A, Mini Red B. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn những cái rạp hát nữa vậy, chỉ là cái khách sạn và những cái trung tâm thương mại ở phía dưới thôi. Nhìn thẳng là tàu đua chánh Sài Gòn, bên phải là thương xá Eden. Em đi một vòng quay cho vị xem bà con mình làm gì vào ngày cuối tuần ở Sài Gòn nhé. Bên trong là khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ở đây lúc nào cũng đông, đặc biệt vào cuối tuần, càng về khuya thì lại càng đông. Em đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó thì chúng ta sẽ đi dọc một số con đường ở khu vực trung tâm quận nhất nhé. Thank you.
Họ làm những cái tiểu cảnh chụp hình rất là đẹp luôn. Đi bộ Nguyễn Huệ có rất là nhiều nghệ sĩ đường phố nha. Có phố đi bộ như vậy cũng rất là vui. Ai có tài năng gì thì cứ đem ra đây mà biểu diễn. Một chút là nổi tiếng luôn quý vị. Ca, hát, nhảy múa, đàn, vẽ tranh, cái gì cũng làm được ở đây hết á. Rất là thoải mái luôn. Chỉ cần một tấm bạc rồi một ít đồ làm thủ công cũng ngồi bán được quý vị. Nhưng mà ở đây là bán, không phải là người ta cho phép bán, việc bán lén á. Khi nào có đô thị tới thì ôm hàng bỏ chạy ra việc. Phía trước có người vẽ chân dung nè, nhiều lắm vị, có rất là nhiều, hình như là bạn sinh viên hay sao, vẽ rất là đẹp luôn nha, chỉ cần đưa hình ở trên điện thoại cho người ta vẽ ra. Thank you.
Họ để lại những cái tiểu cảnh để mà chụp hình, nhìn cũng rất là dễ thương. Nay tối cuối tuần rồi nên trên đường Nguyễn Huệ họ chặn xe lại nên có thể thoải mái mà đi bộ ở trong khu vực này. Đây là góc đường Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Huệ. Dọc trên đường phố Sài Gòn luôn, rất là nhiều quán cà phê cốc, rồi quán cà phê sang trọng cũng có. Nhưng mà hầu hết thì mọi người thích ngồi quán cà phê cốc, ngồi đó để mà nhìn dòng người qua lại thôi vậy. Đây là những cái gánh hàng rong này. Những cái xe này thì đẩy đi khắp nơi được, chứ còn cái gánh của cô kia thì làm sao mà đô thị tới mà chạy kịp đó. Đây là góc đường Huỳnh Thúc Kháng và Hồ Tùng Mậu, xưa kia là đường Võ Thiên Nghi. Rất là đông luôn, hơn 9 giờ rồi mà dòng người vẫn tiếp tục đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ta biết dòng thầm lặng là tình mấy cái gánh hàng của các cô này đều có những cái vị trí ngồi cố định như vậy, đô thị đuổi thì họ chạy vòng vòng thôi, nhưng mà cuối cùng họ cũng về cái chỗ đó. Thank you.
Đây là góc đường Hồ Tùng Mậu và Tôn Thất Thiệp. Phía trước có quán cơm Đồng Nhân nè quý vị. Quán cơm này hàng ngày chỉ mở từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều thôi. Quán cơm Đồng Nhân này hồi xưa cái quán chính của nó là nằm trên đường Hai Bà Trưng đúng không ạ? Nhưng mà giờ cái quán cơm ở đó không còn hoạt động nữa vậy, chỉ còn duy nhất cái quán cơm này thôi. Nhưng mà ngày bán chỉ có mấy tiếng thôi. Đây là góc đường Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm. Bên phía bên này đường của Tôn Thất Thiệp thì những quán cà phê rồi nhà hàng nó rất là lịch sự. Tuy nhiên thì ở bên kia đường thì nó hơi phức tạp vì rất là nhiều quán bar. Đây có một cái nhà hàng quán cà phê này. Hồi xưa là cái nhà cổ để hoang. Nhưng bây giờ thì họ thuê lại để làm cái quán cà phê rất là đẹp. Em nghe nói là cái quán cà phê này hồi xưa là cái nhà gì đó của người Ấn Độ đúng không ạ? Phía trước là góc đường Butter và Tôn Thất Thiệp ấy. Bên kia đường, ngay cái bờ tường màu vàng, đó là chùa cha của người Ấn Độ. Chùa đó em thấy ít khi nào mà họ mở cửa lắm biệt. Hình như là cuối tuần thứ bảy hay gì đó, họ chỉ mở ra một chút xíu rồi đóng lại thôi à. Cô bán trái cây này lúc nào cũng ngồi góc này á. Ở đây còn có một cô bán bánh tráng nữa nè. Nhưng mà hôm nay cô đã nghỉ rồi. Đến đây thì video cũng khá dài. Em xin phép quý vị được kết lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chuông bên cạnh. Để có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.